gần đây, thiên tai ngày càng gia tăng về số lượng cũng như độ khốc liệt và bất thường. Cùng với đại dịch COVID-19, con người đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng nhất và mang tính sống còn từ trước tới nay. Ngoài những phương án ứng phó thiên tai hàng năm vẫn quen thuộc, các địa phương phải triển khai thêm các nhiệm vụ mới, trọng tâm gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác di dời dân trong bối cảnh dịch bệnh. Việc chuyển đổi, thích ứng linh hoạt trong công tác sơ tán dân, ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ đã phát huy hiệu quả tốt trong phòng chống thiên tai và dịch bệnh. Tại các cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, việc sơ tán dân được coi là giải pháp đặc biệt quan trọng để giảm thiểu thiệt hại về thiên tai và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhưng cần phải xem xét từng tình huống cụ thể và các địa phương cần phải tuân thủ nghiêm quyết định di dân của Ban Chỉ đạo. Để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch, các địa phương cần điều chỉnh kế hoạch theo hướng sơ tán dân tại chỗ, sơ tán dân theo hình thức xen kẹt, hạn chế sơ tán tập trung. Trường hợp phải sơ tán dân tập trung, thì công trình phục vụ sơ tán dân phải đảm bảo đủ khả năng chống chịu với thiên tai, đủ diện tích giãn cách theo quy định phòng chống dịch COVID-19, thuận tiện cho việc chăm sóc các đối tượng yếu thế và công tác tiếp tế. Bên cạnh đó, các địa phương bố trí xét nghiệm nhanh cho người dân trước khi triển khai phương án sơ tán tập trung. Ứng phó thiên tai và dịch bệnh cùng lúc là điều không hề dễ dàng. Chính vì vậy, để không bị động, bất ngờ, các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra. Trong đó, phương châm thực hiện là 4 tại chỗ cộng 5K cộng vaccine là vô cùng quan trọng. Trong cái công tác mà chỉ đạo mà cũng như là triển khai thực hiện thì chúng ta phải luôn luôn nhưng là đảm bảo cái điều kiện an toàn trong cái điều kiện dịch COVID. Thứ hai là chúng ta sẽ phải tăng cường cho việc tiêm chủng và thứ ba là mọi các cái yếu tố, các cái điều kiện để phục vụ cho đảm bảo an toàn của dân khi phải sơ tán cho các đối tượng từ F0, F1 cho đến khu vực mà những người dân đảm bảo an toàn thì không bị lây nhiễm. Đây là điều rất sức là quan trọng và chúng ta đã khó khăn trong thiên tai rồi, như năm 2020 ở khu vực miền Trung thì nếu xảy ra COVID thì chúng ta còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Chính vì vậy đòi hỏi việc mà chúng ta chủ động từ các cấp chính quyền, trước kia thì chỉ là các cơ quan chuyên môn, cơ bản là các cơ quan về phòng chống thiên tai phối kết hợp cùng lực lượng vũ trang và cộng đồng để chúng ta chủ động, nhưng hiện nay thì vai trò của chúng ta cái còn rất là quan trọng nữa, đó là lực lượng y tế ở các địa phương. Bộ Y tế cũng đã ban hành công điện hướng dẫn các địa phương quy trình phòng dịch COVID-19 khi buộc phải sơ tán người dân tránh bão. Ở các khu vực có nguy cơ cao nhiễm dịch COVID-19, cơ quan y tế phải làm xét nghiệm sàng lọc để tách F0 ra khỏi cộng đồng trước khi đưa người dân đến nơi sơ tán tập trung. Những hướng dẫn rất cụ thể từ cơ quan chức năng giúp cho các địa phương không bị lúng túng trong việc đảm bảo an toàn cho cộng đồng tại những vùng thiên tai có ca F0. Bên cạnh đó, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tham mưu với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động rà soát, chuẩn bị phương án ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý các địa phương phải xác định rõ loại hình thiên tai thường xuyên hoặc có khả năng xảy ra trên địa bàn, nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm virus SARS-CoV-2 để xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Các địa phương tiếp tục xác định lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai và phòng chống dịch COVID-19 luôn là nòng cốt, tuyến đầu cần được tập huấn thuần thục kỹ năng xử lý các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra. Chúng tôi đã thứ nhất là đã xây dựng hẳn một cái cuốn sổ tay về phòng chống dịch COVID trong cái thiên tai có thể xảy ra. Thứ hai là liên hệ với các đồng chí ở bên Bộ Y tế để bố trí cái chuyên môn và cũng như là có công văn gửi sang Bộ Y tế đề nghị có hướng dẫn, có cái chỉ đạo đôn đốc ở các địa phương. Thì hiện nay Bộ Y tế đã có 2 văn bản
rất kịp thời, hướng dẫn cho các cơ quan y tế, nhất là các sở y tế ở các tỉnh, thành phố trong cái khu vực vùng thiên tai, và lên một cái phương án kịch bản rất chi tiết cụ thể như tôi đã vừa trao đổi. F0 sẽ sàng lọc như thế nào, thế rồi di chuyển ra làm sao và di chuyển đến đâu, các điều kiện trang thiết bị để phục vụ cho cái điều trị cái bệnh F0 như thế nào, và làm sao để không bị lây nhiễm ra cộng đồng. Thế thì những cái yếu tố này các địa phương đều đã được đề cập, và cũng như là còn xây dựng cả phương án là cung cấp lương thực thực phẩm cho các khu vực mà phải sơ tán. Trong các đợt thiên tai lớn ảnh hưởng đến miền Trung, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa phương về công tác phòng ngừa thảm họa kép, thiên tai và dịch bệnh, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Cơn bão số 8 được nhận định có cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và ảnh hưởng trên phạm vi rộng, nên việc chủ động ứng phó là rất quan trọng. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra khu vực Hồ Vực Mấu tại thị xã Hoàng Mai. Đây là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh với dung tích chứa gần 75 triệu mét khối nước. Ngoài Hồ Vực Mấu, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều hồ chứa đã đầy nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng thấp. Do đó, đoàn công tác yêu cầu tỉnh Nghệ An chỉ đạo các chủ hồ chứa thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp. Cái bộ phận quản lý vận hành các hồ đó thì phải bám sát cái lưu lượng mưa, diễn biến của mưa để mà vận hành các hồ đập cho nó an toàn. Lúc nào xả theo cái cường độ nào để nó phù hợp với cái lượng mưa mà chúng cũng đã được dự báo thường xuyên, và làm sao để an toàn trên các mặt hồ, trên các cái đê của các hồ. Đồng thời thì cũng thông báo với cái vùng hạ du, vùng mà chúng ta xả lũ để bà con chủ động trong những cái tình huống nếu cấp thiết mà chúng ta xả nhiều mà nó ảnh hưởng tới những gia đình mà sống theo cái vùng mà xả lũ đó, để có thể chủ động di dời trong những cái tình huống mà nó khẩn cấp. Thứ hai là chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta đang ở trong cái tình trạng là dịch Covid-19, thành ra mọi công tác chuẩn bị, mọi công tác di dời thì chúng ta phải lưu ý thêm một cái yếu tố, xem như là một cái mục tiêu kép, là vừa phòng chống được cái cơn bão số 8 mà vừa bảo đảm an toàn trong cái phòng chống dịch bệnh Covid này. Đoàn công tác cũng đến kiểm tra khu neo đậu Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây hiện đang có 616 phương tiện tàu thuyền tránh trú. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý với địa phương cần sẵn sàng các kế hoạch di dân theo hướng gọn nhất. Nơi nào có thể sơ tán xen kép thì tiến hành xen kép, nhưng với tinh thần là nơi ở phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tập trung để sơ tán dân khỏi những cái vùng nguy hiểm. Thế thì bây giờ tùy theo cái mức độ dự báo, nếu mình dự báo tốt thì người dân có thể tin tưởng và tập trung theo chính quyền để di dời. Tuy nhiên nếu mà dự báo không chính xác thì người dân lại có tính chủ quan. Đấy, vì thế cho nên là, nhưng mà với phương châm quan điểm của tỉnh thì cũng phải tập trung quyết liệt. Vì những cái nơi nguy hiểm thì không thể chủ quan được. Và mình phải điều hành theo phương châm là thiên an toàn, tức là cao hơn một cấp, nhanh hơn một bước. Việc tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu, tạo điều kiện cho các tàu thuyền vào trú tránh có phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19 cũng được địa phương triển khai ngay từ sớm để phòng. Do khu vực này có nhiều tàu công suất lớn, nên việc hướng dẫn ngư dân chằng néo tàu thuyền phòng chống va đập khi có mưa bão được đặc biệt quan tâm. Thường xuyên cập nhật cả cái thông tin của cái Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, và cùng với các cái công điện chỉ đạo của thủ trưởng các cấp thì đơn vị đã xây dựng kế hoạch để triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, rồi cùng tăng cường lực lượng cùng với nhân dân tham gia chằng chống hướng dẫn nhân dân tàu bè neo đậu vào khu tránh trú đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo rà soát lại các địa bàn có nguy cơ lũ ống, lũ quét và ngập lũ, thì di rời nhân dân vào các cái vị trí an toàn. Bên cạnh đó thì quân khu đã chỉ đạo các lực lượng toàn quân khu là chuẩn bị tốt cái cơ sở vật chất, cano, tàu xuồng và lực lượng
sẵn sàng tham gia ứng cứu giúp dân khi có cái bão lụt. Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển, phòng tránh nước dâng do bão. Hiện nay đang ứng với kịch bản bão cấp 9 kết hợp với chiều 2-3 m, dự kiến phương án di rời tại chỗ 16.200 người, sơ tán đến chỗ ở khác 2.000 người. Riêng tại huyện Quỳnh Lưu, trong kịch bản sẽ di rời tại chỗ 400 người, thị xã Hoàng Mai trong kịch bản sẽ di rời tại chỗ 500 người trong trường hợp mưa bão lớn. Tháng 10, tháng 11, khi miền Trung đang quay cuồng trong cao điểm mùa bão lũ 2021, nhiều người đã nhớ lại ký ức đau buồn của đợt mưa lũ lịch sử 2020. Các cơn mưa kéo dài không ngớt khi trong vòng hơn một tháng, liên tiếp 5 cơn bão từ số 5 đến số 9 đã ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tình hình dịch bệnh phức tạp, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội nên mỗi địa phương đều phải có kế hoạch riêng để ứng phó. An Thủy được coi là rốn lũ của huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nơi có mực nước ngập sâu bậc nhất Quảng Bình trong trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2020. Mặc dù có sự chuẩn bị, nhưng lượng nước đổ về quá lớn khiến chính quyền và người dân địa phương đều cảm thấy bất ngờ. Rút kinh nghiệm năm trước, ngay trước khi mùa mưa bão dồn dập, địa phương này đã chủ động các phương án phòng chống mưa bão, đặc biệt là gắn với nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ban đã có các cái phương án nhằm ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là các cái khu vực để trốn tránh trong quá trình là lũ lụt lớn và là thiên tai xảy ra là bất thường, là có các cái khu tránh trú an toàn kết hợp với phòng chống dịch bệnh tránh lây lan trên diện rộng. Hiện nay thì 26/26 xã đã kích hoạt các cái khu cách ly và chúng tôi tiếp tục kích hoạt cái khu cách ly thứ hai ở các xã để mà dự phòng phương án khi mà có cái thiên tai xảy ra, đặc biệt là lũ lụt, thì chúng tôi sẽ di dời những cái người dân ở các cái điểm cách ly của xã và của huyện có thể lên các cái tầng cao hơn và di tản ra các cái vùng mà ở khu cách ly tập trung là cao tầng hoặc là khu cách ly thứ hai để mà vừa đảm bảo cái giãn cách ở khu cách ly nhưng mà vừa đảm bảo cho bà con là vượt lũ và phòng chống thiên tai cho nó tốt. Bên cạnh đó, ở hầu khắp các huyện của tỉnh Quảng Bình, lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch kết hợp với phòng chống thiên tai được ưu tiên tiêm vaccine mũi 1 nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kép trên địa bàn. Hàng loạt các hoạt động giúp người dân thu hoạch vụ lúa hè thu, neo đậu tàu thuyền, trăng chống nhà cửa đã được các lực lượng chức năng địa phương triển khai. Hoàn lưu bão, trước bão và sau bão thì sẽ có cái nguy cơ là mưa lớn thì gây cái hiện tượng ngập lụt cục bộ ở một số cái địa bàn, thì chúng tôi đã có cái phương án sẵn sàng để bố trí di dời dân ở những cái khu vực có thể xảy ra ngập lụt cũng như rà soát lại tất cả các cái điểm có thể nguy cơ gây sạt lở để di dời dân đến những nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với các địa phương và người dân thông tin kịp thời đến các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Các cái tàu thuyền mà hoạt động ở ngoài tỉnh thì ngoài cái khai báo y tế thì thông báo cho chính quyền địa phương các cấp để có các cái phương án biện pháp phòng chống dịch bệnh như là tổ chức test nhanh, xét nghiệm PCR, rồi tổ chức cách ly. Còn đối với các cái tàu ở đã neo đậu ở trên cái cửa sông Đại Lạch ở trong vùng phong tỏa cho các cái thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên xuống tàu để đưa vào nơi trú tránh, trú đậu an toàn, thực hiện nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch. Để chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lớn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động phòng tránh. Đồng thời, huy động các lực lượng công an, quân đội chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi bão đổ bộ vào đất liền. Đối với các cái hồ đập trên địa bàn toàn tỉnh thì hiện nay cái mực nước ở mức là khoảng xấp xỉ 30%, thì do đó là với cái lượng mưa trong cái đợt này thì chúng tôi dự báo là cũng đang an toàn để tiếp tục mà đối phó với các cái cơn bão, đặc biệt các cái trận mưa lớn trong năm, thì chúng tôi sẽ tiếp tục để theo dõi giám sát và có một quy trình vận hành một cách hợp lý để đảm bảo an toàn cho hồ đập cũng như cái vùng hạ du.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai cụ thể trong bối cảnh phải phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, lưu ý tình huống mưa lũ, bão lớn xảy ra đối với các vùng đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng ở các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Khi có tình huống xảy ra, các địa phương và cơ quan liên quan triển khai ứng phó ngay, không để bị động, bất ngờ, lúng túng. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã được giao phải tiếp tục rà soát các địa điểm, khu vực sơ tán dân, chủ động gia cố chắc chắn, vệ sinh, tiêu độc khử trùng các khu vực, địa điểm sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân đối với các tình huống thiên tai cũng như dịch bệnh COVID-19. Trước kia, chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai chỉ là các cơ quan chuyên môn về phòng chống thiên tai, phối kết hợp với các lực lượng vũ trang và cộng đồng người dân chủ động ứng phó. Nhưng bối cảnh hiện nay còn có yếu tố quan trọng nữa là lực lượng y tế ở các địa phương cùng phối kết hợp của chính quyền và người dân. Để làm sao đảm bảo mục tiêu kép vừa là an toàn trong thiên tai, vừa an toàn trong dịch COVID-19. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đợt mưa lũ giữa tháng 10, toàn tỉnh có 25 thôn, bản bị ngập lụt và chia cắt. 24 xã với hơn 1.300 hộ dân bị ngập từ 0,2 đến 1,3 mét. Huyện Lệ Thủy có 5 nhà bị hư hỏng, 4 nhà bị tốc mái, trong đó 2 nhà bị tốc mái nặng, 1 nhà bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lũ khiến hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở, chia cắt. Tuyến kè biển Nhật Lệ bị sóng đánh vỡ 300 mét, tuyến kè biển Nhân Trạch bị sập 50 mét. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành công điện về việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông. Toàn tỉnh có 18.967 hộ với 65.893 người cần di dời, trong đó di dời xen ghép là 13.520 hộ với 50.790 nhân khẩu. Di dời tập trung là 5.447 hộ trên 15.103 nhân khẩu. Như vậy, địa phương xác định việc sơ tán tập trung rất hạn chế và chỉ ở những khu vực nước ngập sâu, người dân không còn an toàn khi ở trong nhà. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường sau lũ cũng được chú trọng để phòng ngừa dịch bệnh. Sau đợt lũ, lượng rác thải cùng với bùn ứ đọng tại các khu dân cư khá nhiều. Sau khi nước lũ rút dần, người dân các địa phương bị ảnh hưởng do lũ đã khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh môi trường. Trong số các địa phương bị ảnh hưởng, huyện Lệ Thủy là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hơn 2.200 nhà dân bị ngập. Sau lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Ngày đi mới bắt đầu có nước rút, thì rút ra là trong nhà rút ra, thì nói chung cả trong nhà là 4-5 nhân lực đều dọn quét dọn từ trong nhà ra, từ chiều nay mới ra thổ sân, thì nói chung các lực lượng trong nhà cũng đông, thì phụ nhau là dọn vẹn từ trong nhà ra ngõ đường ngõ xóm. Chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cái cơ quan đơn vị và bà con nhân dân trên địa bàn kịp thời thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường theo phương châm là nước ra đến đâu thì tiến hành vệ sinh đến đó. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua đã làm hơn 3.000 nhà dân bị ngập, nhiều điểm trường học, công sở bị ngập nước, có vùng bị ngập sâu từ 0,6 đến 1 mét. Tình trạng sạt lở đất diễn ra nhiều nơi. Sau khi nước rút, việc xử lý môi trường sau lũ rất quan trọng nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát. Chính quyền và nhân dân các địa phương cùng sự hỗ trợ của các lực lượng xung kích đã và đang khẩn trương vệ sinh lại các điểm trường bị ngập nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu trở lại trường, đồng thời sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Trường thì có 4 điểm trường ngập lũ, đó là điểm trường Xuân Tiến, Hà Lợi, Hà Vang và Cù Lạc với cái mức nước ngập là 60 phân. Và sau khi lũ xong thì nhà trường đã triển khai cho các cô là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Chính quyền địa phương thì rất là quan tâm, có những cái phương án rất cụ thể để phòng ứng phó với cái ngập lụt cho bà con, đặc biệt là cái vấn đề là cái phương châm 4 tại chỗ. Còn tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục ngang qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp, nên cũng liên tục có mưa lớn, nhiều vùng hạ du, vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh này đã bị ngập. Tại huyện Cẩm Xuyên, 6 xã thị trấn bị ngập cục bộ, một số khu dân cư và tuyến đường giao thông như Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Lộc, Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Xuyên. Nhiều nhà dân bị ngập nặng, đường xá bị chia cắt.
Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thanh niên trong thôn đến từng nhà để giúp người dân kê cao đồ đạc và di chuyển người già đến tránh trú tại các nhà cao tầng trong thôn. Tại các tuyến đường bị ngập, lực lượng chức năng đã phải cắm biển cảnh báo, tránh trường hợp người dân đi xe vào khu vực nguy hiểm. Tại Kỳ Anh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều công trình, trụ sở, nhà dân ở thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh bị ngập, phải di rời. Tại huyện Thạch Hà, một số thôn như Sơn Trình, Tân Tiến của xã Tân Lâm Hương bị ngập khoảng 30-50cm. Trường hợp nước tiếp tục dâng cao, chính quyền xã sẽ sơ tán cục bộ một số hộ dân ở khu vực thấp lên các nhà cao hơn. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của vùng hạ du, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và các xã chịu ảnh hưởng thông báo đến người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh trường hợp bất cẩn, mất an toàn trong quá trình vận hành điều tiết hồ kẻ gỗ. Sau khi nghe thông báo hồ kẻ gỗ xả lũ, ông Chức đã chủ động kê đồ đạc lên cao, lương thực thực phẩm cũng được chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng khi lũ lụt kéo dài. Lực lượng chức năng cũng có mặt hỗ trợ người dân vùng lũ, di rời tài sản đến nơi an toàn. Gia đình chúng tôi đã soạn tất cả cái lúa gạo là lên cao và các vật dụng ví dụ như xe máy rồi là xe đạp điện lực cũng đã đưa đi gửi ở vùng lân cận. Do mưa lớn kéo dài, cộng với việc điều tiết xả lũ của các hồ chứa, nên vùng hạ du các hồ chứa như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ An đã bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Một số tuyến đường trọng điểm chia cắt cục bộ, hồ kẻ gỗ, thủy điện Hồ Hô nâng mức điều tiết lũ nên có khả năng tình hình lũ lụt tăng lên. Địa phương đã chủ động cho bà con kê cao các đồ đạc cũng như là khảo sát các cái địa điểm để có thể di dời bà con và khi có nguy cơ xảy ra thì sẽ chủ động huy động các phương tiện để di dời bà con đến nơi an toàn nhất. Mùa lũ năm nay, tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Tuy nhiên, do năm nay dịch bệnh COVID-19 khó lường và hạn chế tập trung đông người, nên địa phương sẽ chỉ tiến hành sơ tán khi tình hình thực sự nguy cấp. Trước mắt, vẫn ưu tiên sơ tán xen ghép tại các hộ có nhà cao giáo và an toàn. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái thì năm nay là đã tiến hành là chỉ đạo sớm hơn cho bà con kê các cái đồ đạc cần thiết lên cao và cũng như là di chuyển đối với cả những người mà nhiều tuổi, tránh trường hợp là khi mà nước to ấy, thì khó di chuyển. Với Hà Tĩnh thì ngoài ngập lụt thì nỗi lo lớn khác chính là tình trạng sạt lở đất đá. Những tảng đá đang trực chờ rơi xuống đường. Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên tuyến quốc lộ 15B đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên đang có hàng chục điểm sạt lở như thế này. Hàng nghìn mét khối đất đá đã chắn ngang đường, gây chia cắt giao thông. Địa chất ở Cẩm Lĩnh đất là đá phá cát và là độ dốc rất cao. Do đó là tình trạng mà khi mưa lớn mỗi mùa mưa bão đến thì tình trạng sạt lở lại xảy ra thường xuyên. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vẫn còn rất cao khi phần mưa kéo dài trong nhiều ngày suốt tháng 10 khiến cho đất no nước. Chính quyền địa phương đã phải đặt biển cảnh báo ở hai đầu các vị trí sạt lở, nghiêm cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. Bên tỉnh thời giao cho các sở ban ngành khảo sát lại các cái vùng trọng điểm mà có nguy cơ mà sạt lở thì để rồi lập cái kế hoạch để báo cáo ủy ban tỉnh để chỉ đạo cho các cái ngành để rồi coi như khắc phục những cái sạt lở này. Phương án là sơ tán dân ra khỏi cái khu sạt lở đầu tiên. Cái thứ hai nữa là sử dụng cái lực lượng xung kích cơ sở để đi kiểm tra để đánh giá cái nguy cơ gần nhất. Tại vị trí sạt lở đất ở km 78 500 trên tuyến quốc lộ 8A có đến gần 2.000 khối đất đá trút xuống gây nguy hiểm cho người đi đường và ách tắc giao thông cục bộ. Phải mất nhiều giờ đồng hồ, các đơn vị chức năng mới có thể thông xe tại điểm sạt lở này. Còn tại đoạn eo cô gái nằm trên tuyến quốc lộ 8A, cách khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 2 km là một trong những điểm năm nào cũng xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng gây ách tắc giao thông kéo dài. Hiện đất đá phía toa ly dương trên tuyến quốc lộ 8A đã bão hòa do tích nước sau các đợt mưa lớn, nên mỗi lần sạt lở sẽ kéo theo hàng trăm khối đất đá trượt dài. Ở vị trí này, phần lớn cây cối đều đã bật gốc và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Thực trạng này đang gây nguy hiểm cho các tài xế và các phương tiện lưu thông qua khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nhất là trong bối cảnh mặt đường quốc lộ 8A đang xuống cấp nghiêm trọng. Trời mù sương nên rất khó quan sát, đặc biệt là vào ban đêm. Thời tiết diễn biến hết sức phức tạp. Hai là quá quan sát trên hiện trường ở đây thì vẫn đang tiềm ẩn hết sức phức tạp. Cho nên là thường trực ban chỉ huy đã chỉ đạo các lực lượng trước hết là thường trực để sẵn sàng cảnh báo các tình huống. Theo thống kê sơ bộ, hiện trên tuyến quốc lộ 8A đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, nguy cơ sạt lở đất đá vẫn còn rất cao, khi mưa vẫn còn diễn ra, lực lượng chức năng đã tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát để kịp thời cảnh báo cho các phương tiện lưu thông qua đây. Tình trạng sạt lở bờ sông cũng diễn biến phức tạp tại huyện Cẩm Xuyên, Vũ Quang và Đức Thọ. Hàng trăm mét đường đã bị sạt lở xuống bờ sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân. Vừa phòng chống bão, mưa lớn, vừa phải phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặt ra những thách thức vô cùng to lớn với các địa phương, đòi hỏi sự chủ động và sáng tạo theo tình hình thực tế của mỗi nơi để đảm bảo an toàn cho người dân và cộng đồng. Như tại tỉnh Quảng Nam đã thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các gia đình trong khu vực có nguy cơ cao để củng cố, nâng cấp nhà ở có thể chịu được một số tình huống thiên tai xảy ra, đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm dịch. Đây là chủ trương rất phù hợp và hiệu quả. Ngoài ra, các địa phương cũng cần ưu tiên tiêm phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống thiên tai, trang bị kiến thức về phòng chống dịch, bảo hộ y tế hoặc được xét nghiệm nhanh trước khi triển khai các hoạt động ứng phó với thiên tai. Cái phương án sơ tán tại chỗ thì nó phải đảm bảo được cái thứ nhất là để làm gì, ta phải nâng cấp được cái sức chịu đựng của cái căn nhà của người dân để chống được một số những cái tình thiên tai nó nhất định. Đấy, từ đó thì mới đảm bảo được sơ tán tại chỗ thì phải đảm bảo được là an toàn trong thiên tai và đảm bảo an toàn trong dịch bệnh. Đấy. Nên chính vì vậy thì cũng đang có những khuyến khích đặc biệt ở Quảng Nam. Thì hiện nay là Quảng Nam đã có một cái chính sách là hỗ trợ cho mỗi hộ dân ở trong vùng có nguy cơ là với số tiền để nâng cấp được cái ngôi nhà của mình lên. Đấy, hỗ trợ thôi. Đấy. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi phối hợp với lại các cái tổ chức quốc tế và các cái nhà hảo tâm trong nước quốc tế nữa. Vừa rồi đã triển khai được hơn 4.000 cái ngôi nhà để chống chịu với bão, với mưa lũ. Đó chính là cái điều kiện rất tốt để chúng ta thực hiện cái sơ tán dân tại chỗ mà chống chịu được, đảm bảo an toàn trước thiên tai và đảm bảo được an toàn trước dịch bệnh. Dù vậy, trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan thì việc phòng chống, ứng phó và khắc phục cũng không hề dễ dàng. Những đợt mưa lớn vẫn dồn dập đổ xuống miền Trung và những vụ sạt lở một cách bất thường vẫn diễn ra, khiến tính mạng của người dân bị uy hiếp. Mùa thiên tai năm 2021 đã dần khép lại. Thiên tai và dịch bệnh dù cùng xảy ra đồng thời, nhưng nhờ sự chỉ đạo, phòng ngừa từ sớm của hệ thống phòng chống thiên tai các cấp, nhiều giải pháp khoa học dựa trên thực tiễn, nhiều buổi tập huấn được triển khai và sự chủ động của các địa phương nên không có thêm thảm họa nào xảy ra. Thiệt hại đã được giảm tối đa về người, góp phần khôi phục kinh tế và tăng cường sức chống chịu trước thiên tai. Đến giờ là cũng mùa mưa bão cũng đã gần kết thúc của trong năm. Nhưng phải nói rằng cái hiệu quả trong phòng chống thiên tai kết hợp với dịch bệnh COVID chúng ta rất hiệu quả. Mặc dù là dịch bệnh hết sức là phức tạp. Nên là những cái kịch bản chi tiết và những phương án di dân là chúng tôi phải tính toán đến sao hiệu quả nhất, hạn chế nhất những cái vấn đề sơ tán tập trung. Mà chủ yếu là sơ tán tại chỗ, xen kẹp và đặc biệt là phải gắn với cái 4 tại chỗ với 5K để thực hiện phòng chống COVID. Vượt qua được thách thức kép, thiên tai và dịch bệnh trong năm 2021, người dân cả nước đều tin tưởng rằng khó khăn nào thì cũng có thể vượt qua nhờ sự chung sức, chung lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Dự báo năm sau và nhiều năm sau nữa, thiên tai, dịch bệnh vẫn sẽ tiếp tục song hành, phức tạp và khó lường. Nên bài học rút ra từ mùa thiên tai năm 2021 sẽ giúp cho Việt Nam không rơi vào tình trạng bị động và tránh được những thảm họa kép có thể xảy ra.